Xin được chào các bác, cô chú, anh chị. Báo cáo các bác là đang là đêm Noel, sắp đến giờ Chúa Giáng sinh rồi. Thì các bác giờ này đang làm gì? Có đi chơi cùng gia đình không? Thời tiết hôm nay rất là đẹp, có chút mưa phùn buổi sáng thôi. Bây giờ thì Hà Nội đang thời tiết rất là đẹp, không quá lạnh và khô ráo. Đấy, thì em nhân ngày Chúa Giáng sinh thì em bắt cái cây điền này. Nó là một trong những cái cây thuộc cỡ nhỏ mà nhiều tiền giá trị nhất mà em từng bắt được trước này. Thì cũng chia sẻ các bác, đêm muộn ban ngày thì còn phải đi làm, đêm thì mới có chút thời gian để mà trau chuốt và khoe các bác một cây điền rất hay. Các bác thử hình dung là một cây điền mà nó có vách làng như này là rất ít các bác nhé. Để cho các bác xem cái kích thước của nó một chút, xong rồi tí nữa tôi vặt lá tôi sẽ nói về ý tưởng cái cây này như nào và nó giá trị ở chỗ nào. Thì các bác cứ từ từ nhé. Đây, cái chậu của nó là đang một tay nó hơi khó. Đây, chậu nó đang là 60 phù bì nhé, ra tận mép chậu là chiều dài của chậu nhé các bác nhé. Chiều rộng của nó là 36 phù bì, 36 60 cũng được. Chậu này chậu chủ nhật hình dài, và cái chiều cao của cây tôi tính từ mặt vệ lên ấy, hoàn thiện là đến ngọn là 30 nhé, 30 phân nhé. Và về ngang của thân này nhé, về ngang của thân này là 12, 13 gì đấy, 12. Đấy là khẩu này. Sơ bộ cái kích thước nó như vậy. Tán này thì hơn 60 rồi. Đấy, tức là một cây bóng làng rất rộng. Thì cây này nhìn các bác nhìn về cái cảm quan ban đầu là một cái cây, thứ nhất là một cây điền rất già. Chắc phải quay ban ngày các bác mới nhìn thấy một cái điền rất già nhá. Và cái thứ hai là phần thân cốt có rất rõ ràng, thân rất rõ ràng, bệ rất tốt, và vách làng của cái tay chi là vách làng rất hay nhá các bác nhá. Một cái điền mini, cũng không phải là mini đâu, cũng phải một người bê rất nặng các bác nhá. Đấy, nhưng mà cỡ bóng lùn dưới 30cm thì ta cứ gọi là mini đi, cái cỡ nhỏ đi, cây bonsai đi, chứ không phải là mini, bonsai đi. Và hai mặt đều ok. Cây này cho cảm giác nếu như ký đá thì rất tuyệt vời. Thành vách, chân bệ rất ổn. Đây, đều có dữ liệu rất tốt. Nhuyễn, rất nhuyễn, da rẻ. Đấy, được gài điểm một số viên đá ở đây để làm côn cái bệ lại. Thì rất là một cây rất hay, chuyển cổ rất hay. Đây. Đấy, và bông răm thì nam điền dày chi chít. Đấy, vách ban đêm có thể chưa, các bác có thể hơi khó nhìn, cái cây này có thể sẽ được các bác xem trong rất nhiều video tiếp theo. Đấy, phần chân bệ nhá, chân bệ. Đấy, chỗ này cảm giác như các bác có thể nằm lên được, rất chắc chắn, rất khỏe khoắn. Đấy, tí nữa em sẽ vặt lá cái này để chỉnh sửa lại theo cái lối chơi của mình và cái lối làm răm, làm bông của mình. Đấy, cái tiếp theo là cảm quan các bác nhìn thấy là cái ngọn còn đang làm đúng không? Chính xác, ngọn đang làm. Thì quay từ trên xuống cho các bác dễ hình dung. Ý tưởng của cái bác chủ trước ấy, là các bác ấy lấy ngọn ở đây, cái này này, chi phồng, một chi sau này. Đấy, và cái chi, cái tay này vít vào đây để ăn cái tay này ra đây làm cái chi đằng trước. Đấy, thì nó đang ăn bè bè ở đây rồi, nằm điền nhanh lắm. Đấy là cái phương án có thể là tối ưu nhất bây giờ, khi bóng nó rộng đến đây nhá, tầm 30 phần đến đây, nó có phồng đỡ ở đây nhá, nó trải cái bóng ra đây, có bông tán ở đây.
đấy, nó chia nhánh sẽ thì nó kín theo một cái hình nón như này, hình nón nha các bác nhé. Nếu mà mặt phẳng thì hình nón nhá, còn nếu không gian ba chiều thì hình mặt phẳng thì hình tam giác nhá, không gian ba chiều thì hình nón nhá. Đấy, cổ ngọn các bác nhìn này, giật giật lên và không còn sẹo nữa, líp hết. Đấy, thì cái cảm quan ban đầu các bác nhìn thấy rõ ràng là một cây giáng làng rất là bệ vệ, mặc dù cây chỉ dừa cao 30 phân đổ lại thôi. Bóng làng rất rộng, làng là phải sum xuê, làng là phải ôm lấy dân chúng, các bác hiểu không? Đấy, thế mới gọi là giáng làng. Chúng ta thấy đại thụ và chúng ta thấy được che chở trong đấy. Đấy là miền Ba, miền Bắc mình gọi là giáng làng. Thế còn một số cây thiên nhiên thì chúng ta cũng nhìn thấy giáng làng, nhưng mà nó thiên về thiên nhiên, thiên về cây quốc tế hơn. Thì cái này nó đặc trưng là cây Việt Nam với giáng làng, cây Bắc Bộ hơn. Hai mặt đều rất ok. Thì ở đây nó có một cái điểm là như này, thì một số các bác, các cụ nếu mà chơi khó tính ấy, thì sẽ nhìn ra cái điểm này. Tức là cái chi này đang được xem như là chi thứ hai này. Nếu như tính giáng làng thì không quan trọng nhá, nhưng mà nếu mà tính phân vai thì đây nó đang cao hơn cái chi này một chút, đúng không? Đang cao hơn một chút ở cái đoạn này. Thì ta cho rằng cái này là chi 2, thì nó đang hơi cao và hơi to hơn cái bên này một chút. Và cái ngọn thì thường được giật ở lên. Nhưng mà thực tế cho thấy là không quan trọng đâu các bác. Khi mà em làm xong cái cây này theo cái, chỉ cần theo đúng cái dáng rất như này là chết tiền rồi. Không cần phải gì chuẩn chỉ cho đau đầu quá. Chất niên chuẩn chỉ như thế kia thì rất ok rồi. Nhưng mà đây chúng ta nhìn thấy những cái cổ như này, nó đâu dễ gì có. Thì có thể là bác nào mạnh dạn thì cắt đây rồi giật lên, nuôi mầm đây giật lên. Nhưng mà rồi sau đấy cũng sẽ triển khai ra như này. Thế bây giờ cái phương án này cũng là một phương án không tồi, mà đang làm giữa bóng rất đẹp. Đây, chỉ đây đều có những cái rễ nhánh ra và Nam Điền làm ra rất nhanh. Đấy các bạn, cái cây này nó hoàn thiện đến 70% rồi. 70% rồi. Đấy, mặt nào cũng chơi rất hay. Chậu tàu. Đấy các bác nhìn, cây này mà được vào đá lên bệ vệ lên một chút nữa thì nó cao tầm 35 phân thì tuyệt vời. Chất liệu chỉ cài đá thôi, hoặc là đặt lên ngồi lên phiến đá là ổn, vì bệ nó rất là ổn các bác. Đấy thì bây giờ em trình bày với các bác như vậy và vặt lá nó chút các bạn, để em chỉnh lại cái bông răm cho nó mịn màng chút, cho nó đỡ dày bí quá các bạn, nó rất là khỏe. Ok các bác nhé, vặt lá. Nhìn thấy không? Nó rất là dày, Nam Điền rất là dày. Như các cụ ngày xưa chơi như này là quả phúc, là cắt là tròn như này là ổn lắm rồi. Nên mình muốn chơi để cả khi rút răm nó chơi răm cũng đẹp, thì phải rút răm thôi và chia bông gọn gàng thôi. Chứ ngày chơi quả phúc như ngày xưa như này là đầy lắm rồi, là ổn lắm. Có mưa xuân, mặc dù rét chút nhưng có mưa, ổn.
chỗ này rồi. Ừ. Nó cái tay này. Muốn làm thì làm các bạn cũng phải sạch sẽ đã, xong mới triển khai ý tưởng, phải hiểu rõ nó đang như nào thì mới triển khai ý tưởng tiếp. Làm tù mù dễ sai lắm. Bên này dày lắm ha, đang rất mướt này. Tôi không hiểu sao nhiều bác cũng có những cây rất là đẹp, rất là bonsai nhưng mà lại không chú trọng làm răm. Không biết là vì lý do gì. Bởi cây chỉ đẹp khi mà cả có lá lẫn không có lá, nó vẫn đẹp thì mới gọi là cây đẹp. Thank you.
các bác cũng mất khá nhiều thời gian đấy. Thì đã rất là khuya, trời sắp sáng rồi thì đúng hơn. Thì xuống đi ngủ thôi. Hôm nay ngày rộng tháng dài sẽ trình bày nốt các bác về cách xử lý cái tay này và cái ngọn và cái chi đằng sau. Cơ bản nó là một cây đẹp thì sửa dễ thôi, Nam Điền mà. Sửa thì có phương án hết. Quan trọng là chọn phương án nào thôi. Đấy, hôm nay nhặt sạch và cắt giật lại một số cái đầu đầu chi đầu răm các bác nhé, để chúng ta xây dựng lại cái khung. Đấy, xây dựng lại cái khung. Xin lỗi là thịt luôn cái đầu này chút. Đấy, vừa cầm máy quay vừa cắt cái nhánh này. Rồi, giật cái này làm vào ngọn này. Tí nữa chuyển thêm một nhịp nữa, bỏ cái nhịp này đi là lái nó ra đây được. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, nó gọn gàng hơn vừa nãy, rõ ràng nó gọn gàng hơn. Chứ mình không làm một cái đĩa tròn này nó chẳng có cái điểm nhấn gì cả. Đấy, cái này ổn rồi này. Bên này cũng khá ok rồi. Sau lấy cái này ra, không cần quá cái mép chạy ở chậu này đâu các bác nhé, chỉ cần đến đây là ok rồi. Đừng chạy đây. Đấy, rõ ràng mạch lạc rồi, chứ không rối rắm như vừa nãy. Rồi, chúc các bác Giáng sinh vui vẻ, sắp năm mới rồi, múc cây tốt và mạnh dạn lên các bác nhé. Không sợ đắt, chỉ sợ mua nhầm. Đấy, quan điểm là như vậy. Mà lỡ có mua nhầm thì cố gắng mà sửa các nhá. Không sửa được là đau đầu đấy. Xin chào và hẹn gặp lại.